Nếu như mà Ivan Code ăn trái quỷ của Kaido tại God Valley, hình dạng của ông ta dưới nét vẽ của tác giả Oda sẽ thế nào? Chào mừng các bạn đang quay trở lại băng hải tặc Bình Red. Cái này là fan ẹt nha anh em. Dưới ngôi bút của tác giả Oda, hình ảnh của Ivan Code kinh dị hơn rất là nhiều, chứ không phải là bừa như vậy đâu. Lát mình sẽ giải thích cụ thể cho anh em nha. Vì video này là tổng hợp lại tinh tế và chắc lọc tất cả những câu hỏi hay nhất của tập SBS 108. Mà có thể với một số anh em cũng chưa quen lắm với SBS vì chỉ theo dõi manga, anime một cách thông thường. Tiện đường mình cũng chia sẻ với anh em luôn ha. SBS là một tập truyện tổng hợp những câu hỏi của người hâm mộ gửi về cho tác giả Oda, và ông sẽ chắc lọc lại những câu hỏi có liên quan đến cốt truyện, những gì đã từng đưa vào trong để giải đáp thắc mắc cho người xem. Nói là người xem hỏi vậy chứ mình thấy giống như ông tác giả tự giải thích cái tình tiết mình đã vẽ trong manga hơn, và từ đó giúp người xem đỡ bối rối trong việc tại sao có cái này, tại sao có cái kia. Đồng thời mỗi tập mới sẽ gắn liền với cái câu chuyện của các nhân vật chưa thể hiện sức mạnh hay là quá khứ của họ. Điển hình như tập này có một câu hỏi liên quan đến đệ nhất kiếm sĩ Mihawk. Còn nếu như muốn biết cái câu hỏi còn lại là gì, dĩ nhiên anh em cũng đừng quên pha một cái ly cà phê rồi ngồi xuống cái ghế vắt chéo cần lên và nghe tập SBS 108 ngay bây giờ. Cảm ơn tất cả anh em vì luôn chờ đợi video của mình để theo dõi xem One Piece có gì mới và luôn cho nóng nha. Câu hỏi đầu tiên, tác giả Oda vị thánh Gà Linh không cắt tóc sẽ thế nào? Và dĩ nhiên cái câu hỏi mình sẽ đảo nha anh em, không có theo thứ tự nào cả. Gà Linh là thủ lĩnh tối cao của nhóm thánh hiệp sĩ, là người bị nghi ngờ nhiều nhất trong vai trò cha của tứ hoàng xanh tóc đỏ dựa trên gia tộc của họ là Phi Gà Linh. Gà Linh mang phong cách của một kiếm sĩ cực mạnh thời cha trẻ, mà có lẽ đẳng cấp của ông ta được sánh ngang với Râu Trắng thời kỳ đó. Bởi vì chúng ta từng nghe Râu Trắng nhớ về thằng cha nào đó, mà lúc nhìn mặt xanh, ông thậm chí còn nhắc vết sẹo của tên đó gây ra, vẫn còn cay. Gà Linh cực kỳ điển trai từ trẻ đến già, nhưng có một thứ lại khiến độ đẹp trai của ông ta bị giảm cực mạnh, chính là phần thiết kế kiểu đầu tóc, mất cảm tình. Nhưng theo tác giả Oda thì nó là hình ảnh của mặt trăng nếu như kết nối phần tóc mái với râu lại với nhau. Cũng được gọi là thế lực phản diện đối nghịch với thằng mặt trời. Đã có mặt trăng thì không thấy mặt trời. Dù một số trường hợp giao thoa như là nhật thực hay là nguyệt thực, nói chung thì chỉ có ẩn dụ cho sự đối lập của chính diện và phản diện mà thôi. Nếu như mà Gà Linh không cắt tóc thường xuyên để giữ cái khuôn trăng và nét ngài nở nang của ông ta, thì chắc chắn tóc và râu sẽ vốn cục lại, chúng bết vào nhau, hình thành một cái vòng tròn. Cứ nhìn vào đó thì chúng ta lại thấy giống hình ảnh của mặt trời. Mình nói vui thế này, anh em coi có hợp lý hay không nha. Muốn cắt được tóc của Gà Linh còn phải dùng đến kéo, hoặc là cứ cho là kiếm đi ha. Hớt tóc bằng kiếm cũng là một nghệ thuật đó nha. Gà Linh cắt bỏ đi một phần tóc của mình, tức là cắt bỏ mặt trời, hình thành đến mặt trăng, giống như tượng trưng cho chính phủ, họ đánh bại thần mặt trời để đưa thần mặt trăng lên thống trị. Còn thần mặt trăng là ai á thì mình chịu, anh em thử đoán xem. Câu hỏi thứ hai liên quan đến Ivan Code mà mình đề cập ở phần mở đầu. Nếu như mà ông ta ăn trái quỷ của Kaido hình vậy sẽ ra sao? Thường anh em sẽ thấy được Ivan Code có trái hóc môn, biến đổi bản thân thành nam hoặc nữ, nên nhân dáng của ông ta giống nữ nhiều hơn. Còn trong trường hợp mà không chính hóc môn á thì Ivan Code là đàn ông rạc, có đầy đủ phụ tùng, đặc biệt là cái vòi dưới rốn 1000 tay. Mà ông ta thậm chí khi biến hình còn kinh hơn nữa nha. Nếu như mà anh em xem bức vẽ này sẽ thấy được Ivan có một bộ râu rồng, và chắc chắn rồng phải có râu, tức là trong dạng người Ivan sẽ mọc thêm một bộ râu ngang nữa giống hệt như Kaido. Nói chung thì bất ớn, nhìn con rồng này hãi vải lúa. Nếu người ta sợ Kaido vì sức mạnh của lão ta, thì người ta kinh sợ Ivan vì hình dạng của ông ta. Rồng Kaido thì phun lửa, còn rồng Ivan chắc đá mắt liên tục để gây sát thương, bắn ra phong đào tới tấp. Anh em thấy con rồng Ivan này dễ thương hay là dễ sợ? Bình luận ở dưới video này để mình cùng nghe nha. Câu hỏi số 3, thanh kiếm của Roger. Độc giả hỏi về thanh kiếm Roger có tên là Ace, nhưng không biết là liệu trong hình dạng của người thì nó sẽ ra sao. Ace cũng là cái tên mà ông ta đặt cho con trai của mình trước khi mà chào đời. Tưởng rằng thanh kiếm này khi mà nhân hóa lên giống Ace, nhưng không nha, bất ớn luôn. Cái chỉ của Kaido biến thành ông già cứu đới, nhưng mà cơ thể lực lượng xấu dách. Riêng cực phẩm Ace của Roger thì túi trẻ nhiều hơn, có bộ râu dài như là quan công. Đến vậy đội thêm một cái tô trên đầu nữa, tượng trưng cho tay cầm của thanh kiếm. Ngoài ra còn có thêm hình xăm chữ A trên bắp tay nữa. Câu hỏi số 4, tại sao King Derella lại cứu Wabon? Wabon thì hẳn một số anh em cũng chưa biết hắn. Tới nay từng là cựu vương của Rum, nên mà Chopper được sinh ra. Nhưng sau khi bị Luffy đánh bại thì hắn ta đã bị trục xuất khỏi vương quốc. Tiếp sau đó hắn sử dụng tiền của mình để mua một cái ghế ở vương quốc khác, đặt tên là Black Rum. King Derella là vợ của hắn, người cực kỳ gan tuông. Mà thật ra con mụ này gan không phải vì yêu Wabon, bởi vì hắn xấu chết dịch luôn. Mụ ta lấy hắn vì tiền mà thôi, cho nên đứa nào đụng vào đấng lên quân của mụ là tới nái liền. Tại đụng vô lỡ mụ mất cái danh phận, tiền ở đâu ra mà đi cho mấy thằng trai trẻ ăn lén lút sau lưng của Wabon, đúng không nào? Wabon giờ già rồi, anh em cũng nên hiểu cho King Derella một chút, có yêu đương gì đâu, yêu tiền thôi. Mà hiện tại Wabon đã bị chính phủ truy lùng gắt gao sau vụ chứng kiến của trai trẻ của Ngô Latin, Emu cùng vua Kora và Sabo. Phải ăn nhờ ở đậu một gan, giờ lo cái mạng còn chưa xong chứ ở đó mà lo cho mụ vợ tham lam này. Câu hỏi số 5, những người khổng lồ vớt sách tại Ohara là ai? Sau khi Buttercon thiêu rụi Ohara, những quyển sách được các học giả vứt xuống dưới nước vẫn còn nguyên vẹn, chỉ cần phơi chúng lại là có thể đọc được. Zaguan đi Saul đã may mắn rã băng do Kuzan tác động, ông nhờ những người khổng lồ khác đến vớt.
Cụ thể chúng ta nhìn thấy được ba người, cùng với lại cái đầu dài thần lồn của ông tiến sĩ Vegapunk trong một khung tranh. Những người này hiện tại cũng là thành viên trong hạm đội mũ rơm của Luffy, bao gồm Haruden, Gate và Gobot. Cùng với hai người khác nữa, họ thành lập băng hải tặc người khổng lồ mới, giờ thì ở đâu chưa rõ. Câu hỏi số 6, con tàu mới của Buggy. Nếu các bạn để ý lại trong đoạn tổ chức Buggy thành lập, hắn ta nhờ các thuộc hạ của mình tạo ra một con tàu với biểu tượng tượng trưng cho tổ chức. Với sự cuồng tin vào thuyền trưởng, chúng sử dụng khuôn mặt hời của Buggy để tạo ra một con tàu cải tiến dựa trên phiên bản cũ. Tất cả các phần thiết kế đều lấy họa tiết trên cơ thể của Buggy làm chủ đạo. Điều này khiến cho Buggy phải dính một trận đòn roi căng đét với hàng trăm dụng cụ tra tấn, thể hiện 69 sắc thái từ Rokodai và Mihawk. Tiền của hắn có được là nhờ có Rokodai cho thời, giờ sử dụng để phục vụ tạo dựng hình ảnh cho riêng hắn khi mà được phong làm tử hoàng. Ăn đòn cũng xứng đáng thôi, đúng không nào? À, nếu quên mất trả lời trọng tâm của câu hỏi, con tàu của hắn có cái tên cực oách, Victor Flutter, nghĩa là kẻ bốc phét vĩ đại số 1. Thông qua những gì Buggy đã làm trong Rokkyu, bị người hắn ta ăn mày hay là do một chiến lược giả ngu chân thật đến mức quá mặt luôn cả Rokodai và Mihawk. Dù sao thì Buggy cũng từng là thành viên rất lừng lẫy trên tàu của băng hải tặc Roger kia mà. Đến cả râu trắng còn có ấn tượng cực mạnh phong cách chiến đấu của hắn ta nhiều năm trước. Vậy là mạnh thiệt hay là hên thiệt? Câu hỏi số 7 mới là tiêu điểm nè anh em. Lý giải cho danh hiệu thợ săn hải quân của Mihawk. Anh em sẽ cảm thấy khá bất ngờ với cách trả lời của Oda luôn nha. Mihawk là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới của anh bây hiện tại. Trình độ của anh ta vượt qua luôn cả tứ hoàng xanh tóc đỏ và dĩ nhiên là về kiếm thật thôi. Thân phận của Mihawk đến nay vẫn còn là một ẩn số. Và độc giả đã hỏi là tại sao anh ta lại có danh hiệu là thợ săn hải quân trong quá khứ. Mãi đến khi mà Rokodai gọi cho Mihawk lên kế hoạch thành lập tổ chức mới thì hắn ta mới nhắc đến. Ta và người giống nhau, chúng ta không tin bất kỳ ai. Oda trả lời câu hỏi này bằng việc Mihawk trở nên cô độc, không tin tưởng một ai và có biệt danh nói trên là vì trong quá khứ anh ta đã nhận lấy một sự phản bội. Còn câu chuyện xung quanh sự phản bội này thì không hề được giải đáp, nhưng cũng có thể hiểu được rằng người phản bội Mihawk là một lính hải quân và có vẻ như anh ta đã từng giúp đỡ hải quân này rồi bị chơi cho một cú. Từ đó anh ta đã cực kỳ căm thù hải quân và săn lùng họ ở bất cứ đâu. Chính vì điều này đã khiến cho Mihawk trở thành một hải tặc bị truy nã khét tiếng, nhưng quá chán chường với việc không có một kiếm khách nào đánh bại được mình, ngược lại còn bị săn lùng khắp mọi nơi như những cuộc quấy rầy cuộc đời. Mihawk quyết định gia nhập tổ chức Thất Vũ Hải để giữ sự bình yên cho bản thân, không muốn bất cứ một ai quấy rầy cuộc sống cô độc của anh ta nữa. Mihawk chỉ thực sự tìm thấy đối thủ khi mà gặp xanh tóc đỏ. Tuy nhiên kể từ bộ xanh cột tay lên lên tứ hoàng thì theo luật của chính phủ, Thất Vũ Hải không được tấn công tứ hoàng, dẫn đến họ đình chiến và là những người bạn. Gần đây Thất Vũ Hải bị cho giải tán, Mihawk trở thành mục tiêu bị săn lùng trở lại bởi các hải quân. Và đó là điều chán nản nhất của anh ta, không phải vì sợ sệt mà là vì nó quá phiền phức, chém giết những kẻ ao trình chẳng có gì thú vị cả. Nhờ có Rokodai mà Mihawk mới thành lập tổ chức mới nhằm tìm nơi để giải tỏa chết đến sự ồn ào ở bên ngoài. Cũng nhờ có Buggy bị hiểu nhầm, được phong làm tứ hoàng, nên Mihawk đời xuất Rokodai lợi dụng cái bóng của Buggy để hoạt động ngầm. Vậy ra, chính sự phản bội trong quá khứ đã khiến cho Mihawk mất niềm tin vào bạn bè. Mà người này từng là hải quân nữa chứ. Thật sự rất muốn biết người lính hải quân phản bội Mihawk là ai. Mình khá tin rằng hải quân này vẫn còn sống và hiện giờ cũng là một thế lực khá đáng sợ đây này mà. Còn ai thì các bạn hãy thử đoán xem nha. Câu hỏi số 8. Đầu bếp nấu ăn cho hải quân. Khi mà các bạn xem lại thời khắc trước trận chiến SH, hải quân đã được chuẩn bị cho các bữa ăn, cả Thánh Satan cũng được ăn những bữa khá ngon. Vậy thì ai là người nấu các bữa ăn cho hải quân đây? Nói về vấn đề này, thì Oda tạo ra một nhóm nhân vật gồm 4 người. Họ là cái đầu bếp ưu tú được gọi là Jonkuk, nghĩa đen là 4 đầu bếp trưởng. Cái tên của họ được đặt theo 4 mùa ở trong một năm. Và người phụ trách nấu ăn cho Kizaru, Satan, chính là đầu bếp ẩm thực mùa đông, Komakot. Câu số 9. Hoan cuồng của xanh tóc đỏ. Trong đội xanh ở Ibat cùng với hạm đội của mình, anh ta được một cô gái xinh đẹp ôm khá là chặt và chấp nhận làm mọi thứ vì anh ta. Cô gái này được Oda gọi với cái tên là Linaria Kaido, thuyền trưởng của băng hải tặc bướm đêm. Và khi còn là một đứa trẻ, cô ấy được Sanji cứu giúp. Nhờ đó mà đã truyền được cảm hứng và động lực để cô ấy trở thành một hải tặc với biệt danh là người luôn kích động mọi thứ. Câu số 10. Sở thích các thành viên trong tổ chức SWORD. Và đến nay hầu như các thành viên chủ lực của tổ chức này cũng được thấy. Sở thích của họ như sau: Eret thích lội bò sát và vật lý thiên văn. Rod thích khiêu vũ và cắm trại một mình. Kuchaku thích thu phục người khác và làm đồ ngọt. Kobe thích huấn luyện và đi câu cá. Hibari thích chụp ảnh và đi sưu tầm túi sách. Hemepo thời trang, đi dạo và ăn uống. Câu số 11. Tay của Kuma sao giống tay gấu thế? Oda cho biết thật ra thì đó chỉ là phần tóc được mọc ra từ đầu của Kuma mà thôi. Ông mang chiếc mũ để khoét hai cái lỗ chừa phần tóc đó ra, nhìn như giống tay gấu thiệt ở mấy ông nhỉ. Câu số 12. Bí mật ở Hachinosu. Hachinosu được biết là hòn đảo vô pháp được râu đen cai quản. Nó được gọi là đảo hải tặc đúng nghĩa. Oda tiết lộ trên đảo này không hề có dân thường, mà nếu có thì họ cũng sẽ là tù nhân mà thôi. Các thế hệ tội phạm để điều hành hòn đảo. Dù là vô pháp nhưng mà chúng cũng tuân theo một số nguyên tắc nhất định được đặt ra bởi băng râu đen. Câu số 13. Có một nữ hải quân thường thấy xuất hiện trong các phân cảnh.
chẳng hạn như chuyện gáp về triết lý của ông, thậm chí dùng gậy bóng chày vả u đầu của thầy ông nội. Ở trong một số phân đoạn hồi tưởng của Kobe, vị nữ hải quân này là ai? Oda cho biết tên cô gái này là Hototo Gisu. Cô này làm việc trong đội quân của Chiru với vai trò là phó đô đốc. Tên của cô ấy được đặt theo tên của một loài chim cu nhỏ. Còn cu nhỏ hay là cu lớn gì đó thì mình chưa tìm hiểu kỹ nữa. Anh em tìm giúp mình phát. Và câu hỏi cuối cùng là tại sao khi Luffy tấn công hay gọi tên chiêu thức của mình? Oda trả lời rằng nó cần để cho những độc giả nhí khi xem và muốn làm theo có thể đọc được tên của chiêu thức. Và biết đâu được một người lớn như bạn cũng thích thú với nó và thử thì sao? Trên đây là tất cả những gì mình đã nghiên cứu và tìm tòi được từ tập FBS 108. Dĩ nhiên nó sẽ còn có những gì đó thiếu sót, và nếu anh em tìm thấy hãy cho mình xin ý kiến dưới phần bình luận nha. Chân thành cảm ơn tất cả anh em. Bye bye và hẹn gặp lại ở video sau.